Để giảm cân, giảm mỡ, chúng ta nên ăn gạo trắng hay gạo lứt? Hãy xem hết video này. Gạo trắng thì người Việt Nam nhà nào chúng ta cũng phải ăn được. Thế còn gạo lứt thì sao ạ? Gạo lứt là một loại ngũ cốc nguyên hạt, có phần cám, phần mầm, phần nhũ, có carbon hydrate. Trong khi đó, gạo trắng thì được xay và tinh chế bỏ đi phần trấu, phần cám, phần mầm. Nó cũng là thành phần giàu dinh dưỡng nhất của gạo. Thắng hơi tiếc vì điều này. Ngược lại thì gạo trắng đổi lại có hạn sử dụng cao hơn, nhưng lại mất đi chất xơ, vitamin, khoáng chất quan trọng. Nhưng lại khổ cái là nó lại rất là ngon, đặc biệt với ăn cái gì nó mặn mặn như đồ xào, thịt rán, ngon tuyệt vời đúng không ạ? Vậy khi nói đến sự khác biệt ở đây là gì? Thì đó chính là chất xơ. Gạo lứt nhiều chất xơ hơn gạo trắng từ 1 đến 3 gram. Cái này nó rất là nhiều đấy. Nó làm cho chúng ta no lâu hơn vì nó giúp bạn hạn chế cái cơn thèm ăn, nên hỗ trợ cho việc giảm cân rất hiệu quả và là nguồn thức ăn cực kỳ tuyệt vời cho cái hệ quẩn của đường ruột. Vậy kết luận lại, chúng ta nên ăn gạo lứt nếu chúng ta có mục tiêu giảm cân, giảm mỡ. Từ ngày tháng biết đến giải pháp ProGainet đã chuyển sang ăn gạo lứt và thấy sức khỏe tốt hơn rất là nhiều, rất là happy. Thời gian đầu thì hơi khoan một tí, chúng ta đang quen ăn với gạo trắng, nhưng chỉ sau vài bữa thôi, Thắng khẳng định mọi thứ sẽ rất là ok. Nếu thấy video này ý nghĩa, ủng hộ Thắng bằng cách là follow và chia sẻ cho người thân của mình nhé. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.